Và xin được mời đặc biệt khách là chúng ta dành trường bước qua trò chơi ngày hôm nay. Thu Bia bằng tờ vé số. Trong buổi tiệc hôm nay thì đấu tin chắc rằng sẽ có một vị khách sẽ khui được nắp chai bia này nha quý vị. Sẽ có người khui được. Nhanh chân lên quý vị ơi, sẽ được mời thêm. Xin được mời thêm 3 vị khách nữa. Xin mời thêm 3 vị khách của quý vị. Chúng ta hãy mạnh dạn. Nếu chúng ta khui được thì chúng ta sẽ có quà. Mà không khui được thì đó là một cái trò chơi cho buổi tiệc hôm nay. Xin mời chị Vân. Xin được trân trọng kính mời chị. Rồi xin rồi mời anh Minh. Lên đây anh. Rồi mời anh luôn. Rồi 5 vị khách của chúng ta. Thiếu tờ giấy số Trung ơi. Trung. Rồi cho anh mượn tờ giấy số nữa. Lên đây. Rồi anh Minh đứng đây nha. Để chúng ta đứng sắp hàng rồi, đang đây phải rồi. Đó. Rồi cho đấu cùng một bài giấy số đi Trung ơi. Ta cho đấu hỏi ai có tờ vé số rồi thì xin ra một chút xíu đi. Chưa dò không được nữa, không sao hết trơn á. Rồi. Miễn sao mình khui là được rồi, khui danh mắt đưa ra là được rồi. Đưa tờ 500 khui đi cho dễ. Rồi đưa đây tôi cắt lại tờ đi. 2 tỷ. Rồi chưa dò phải không, khui ra đi rồi bắt đầu kiểm tra chúng 2 tỷ. Rồi bây giờ chúng ta vào cái cuộc chơi nha. Rồi bây giờ anh Minh mời anh ngơ cười ra phòng chơi. Rồi vị khách nào mà khui ra được chơi bia nhanh mắt thì bởi vì em mới nói là đó là thử thách trò chơi đó, nhưng mà sẽ có người vui được trong buổi tiệc hôm nay. Hôm nay có anh nha, đứng ở đây làm quà ta vui và trước mặt ta bắt quan nhanh rõ nè đó. Chưa bắt đầu đấu xếp nha, đấu xếp từ 1 tới 3 thì chúng ta bắt đầu vui nha. Vui như nào cái đất ra cho nó mặt ra là như vậy. Các chị là sẵn sàng chưa? Bắt đầu chuẩn bị nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tài năng của mình đây luôn. Đó. Đó thấy chưa? Đó nhỉ. Vui nổ. Vui nổ luôn. Đó luôn. Rồi bây giờ là thôi uống rồi mà. Uống hết tập dài các bạn. Uống hết đâu. Rồi hai anh em làm cái đi. Thank you.